Thị trường cá tra nguyên liệu ngày 23 tháng 7 năm 2024, giá cá tra nguyên liệu ổn định, Đồng Tháp, tại Hồng Ngự, Tam Nông, giá cá tra nguyên liệu size từ 800g đến 1,1 kg, con ngày hôm nay ổn định mức 26.400 đến 26.600 đồng 1 kg, tiền mặt hoặc công nợ cấn trừ thức ăn trong hệ thống. Cùng xu hướng đó, giá cá cỡ lớn size 1,3 đến 1,5 kg, còn cũng đi ngang mức 27.500 đến 28.000 đồng 1 kg, tiền mặt, An Giang, tại Châu Phú, Long Xuyên, giá cá tra nguyên liệu size từ 800g đến 1 kg một con ngày hôm nay đi ngang mức 26.200 đến 26.300 đồng 1 kg, tiền mặt. Đồng Tháp, tại Hồng Ngự, Tân Hồng. Cao Lãnh, giá cá tra giống mẫu 30 con 1 kg ngày hôm nay đi ngang mức 21 đến 22.000 đồng 1 kg, Long An. Ở Tân Hưng, Tân Thạnh, giá cá tra giống mẫu 30 con 1 kg ổn định ở mức 21 đến 22.000 đồng 1 kg, Tiền Giang, tại Cái Bè, Cai Lậy, giá cá tra giống mẫu 30 con 1 kg ổn định ở mức 22 đến 23.000 đồng 1 kg, tùy lượng.